Chào mừng các bạn đã quay lại với My Channel. Hôm nay chúng ta sẽ tô một chú Minion thật là cool ngầu nào. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nha. Đầu tiên chị sẽ dùng màu vàng tô toàn bộ thân của chú Minion này. Tiếp theo là sẽ phần dây mắt kiến nha. Dây mắt kiến thì chị sẽ tô là màu đen, và cái phần viền mắt kiến được còn được gọi cái gọng mắt kính á thì chị sẽ tô là màu hồng. Tiếp theo là sẽ phần là cái áo yếm của chú Minion thì chị sẽ tô là màu xanh dương. Nhân vật này có lẽ là rất là nổi tiếng và cũng như là các bạn nhỏ đều biết chú Minion này rồi phải không nào? Theo chị sẽ tô các bàn tay như là phần chân của chú Minion sẽ là màu đen.
sao với ba màu sắc khác nhau là màu vàng, màu xanh và màu nâu. Phần còn lại ở cái viền của chú Minion chị sẽ tô là màu hồng nha. Là quá nhanh để hoàn thành một bức tranh cát thật xinh đẹp của một chú Minion phải không nào? Cảm ơn các bạn đã đón xem hết video của chị và hãy nhớ comment những chú hoặc là những nhân vật hoạt hình nào mà mình muốn xem để chị sẽ xem và sẽ làm theo nha. Tạm biệt các bạn.